đội tuyển Anh giành danh hiệu ở World Cup 2022 dù bị loại ở tứ kết. Sau trận chung kết kinh điển giữa Argentina và Pháp tại sân Luzel, đội tuyển Anh đã được FIFA trao giải thưởng Fair Play. Ở giải đấu lần này, Anh có thành tích tốt về mặt thẻ phạt. Trong 5 trận đấu tại Qatar, Tam Sư chỉ phải nhận đúng một thẻ từ trọng tài. Đó là tấm thẻ mà Harry Maguire phải nhận khi đánh cùi trỏ Antoine Griezmann cuối trận tứ kết với Pháp. Anh không phải nhận thẻ ở những chiến thắng dễ dàng trước Iran, Wales và Senegal. Họ cũng giữ được sự bình tĩnh trong trận hòa không bàn thắng với Mỹ. Dù vậy, Roy Keane khuyên đội tuyển Anh nên thi đấu tàn nhẫn hơn và đổi danh hiệu Fair Play này lấy những chiếc cúp danh giá trong tương lai. Roy Keane cho rằng đội tuyển Anh bây giờ quá hiền lành. Và cựu huấn luyện viên Premier League Lionel Warnock cho rằng anh cần một phiên bản trẻ trung hơn của Roy Keane trong đội hình. Tôi nói điều này không phải đùa giỡn. Những ai đó cần phải giơ nắm đấm của họ lên cao và tăng thêm sự đam mê cho phòng thay đồ đó. Lúc này, tôi không nhìn thấy được điều đó. Các cầu thủ Anh quá hiền lành. Khi bạn cạnh tranh, chúng ta cần nỗ lực thêm 10% nữa. Và đó là tất cả những gì mà họ cần. Anh đang có những cầu thủ trẻ tốt nhất mà tôi từng thấy trong đời. Vậy nên Southgate cần phải đem một cầu thủ truyền lửa nữa vào đội. Tôi cũng nghĩ ông ấy nên mang thêm một thành viên vào ban huấn luyện để sốc lại tình hình.